Hello, chào mừng các bạn đã đến với Người Gò Công nha. Đây là ngày 30 tháng 8 năm 2020. Hiện tại là làm đầu tiên là tại thị trấn Dầm Lát. Rất là cảm ơn quý anh Thường Quân. Còn cô bác ơi, hiện giờ đang sắp xếp quà, chuẩn bị cho cái chương trình mình phát quà từ tình thương cho bà con nghèo ngày thứ nhất ở thị trấn Dầm Lát. Thưa cô chú anh chị và các bạn, thì hôm nay ngày em thấy là quá là tốt luôn. Ngày hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2020, thì em có làm một cái chương trình là chương trình phát quà tình thương cho bà con nghèo ở Gò Công năm 2020. Địa điểm ở đây đó là tại hội trường thì ủy ban nhân dân thị trấn Dầm Lát. Thì những phần quà thì em đã chuẩn bị sẵn rồi, hồi nãy vận chuyển vô áo còn đổ mồ hôi luôn nè. Thì có gạo nè, nhu yếu phẩm, đường, mì, rồi đây luôn mì luôn, là theo danh sách của mình nhận được từ quỹ ban á, là 76 hộ nghèo thì chuẩn bị sẵn cái đó rồi. Bây giờ là nói chung là mọi việc đều tốt đẹp, tạm thời là thấy là ma có sự chuẩn bị là tốt rồi. Bây giờ mình xuống mình phỏng vấn bà con cô bác vậy nha. Cô hai sống mình hả? Sống với mình à. Con, quá làm có giờ. Con cái gì không? Có con mà nó bệnh tật á, bệnh ung thư thẻo, cái ngực này dục rồi. Rồi giờ hổng này nó mổ ô sơ ô năng. Dạ. Thì giờ cô sống mình luôn hả? Cô sống với mình hả? Cô có làm gì không? Cô làm gì? Cô lụm ve chai. Cô lụm ve chai hả? Ừ. Là cô lụm ve chai là cô bán đủ tiền ăn uống vậy thôi. Đâu cả tháng mới bán lần. Là cô nói lại nhà cô chỗ nào? Nhà cô hả? Nhà cô ở đường đỏ đi xuống đó, đi xuống dưới đây. Đi xuống mà hỏi nhà của cô hay đợi ở đâu là cái chuyện. Bởi vì cái nhà ở xuống đây còn ta ở giả ra mặt trước. Còn cô hay lị. Hay lại. Đúng rồi cô. Rồi, chúc cô vui vẻ nha. À, cảm ơn con nhiều. Dạ, chào cô. Cô ở đâu vậy cô? Ở Đông Mai 2. Nhà cô chỗ nào? Lương Mai hay là chỗ nào á? Cái chỗ nhà của rừng á, rừng. À, đường bờ đê hả cô? À, như bờ lộ mà có đường thẳng vô, có tấm tường đó đi vô. Dạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 67. 67 hả? Con nhớ con có đi vô trong đường đó một lần là cái nhà của bà Tám Trầu á. Khác ở dưới này, dưới này, tương dưới này. Dạ hả? Cầu trên. Dạ. Cảm ơn cô. Hai con hai chồng già mấy nhỏ có chồng con. Dạ. Coi như còn hai vợ chồng già hữu ý nha. Dạ. Nè. Bữa nay không có đi ra ngoài thớt lượm ruốc nữa hả? Đi quá về 5 giờ.
bữa nay có được nhiều không? Dạ. Bữa nay lượm được nhiều không? Ít hả? Mấy đứa em đâu rồi? Cậu tên Trang phải không? Cậu tên Trang phải không? Rồi. Dạ, chào cô, chào gì? Cô nhà cô gì ở đâu lận? Ở ấp mới này. Ấp mới hả? Dạ. Cô năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? 65. 65, còn cô? 65. Nhà mình có còn đi làm gì không cô? Ông già, giờ có chồng có vợ ráo, giờ cũng ổng mình. Đàn vợ quýt, quýt nữa. Bữa đất chục trăm. Dạ, còn cô? Tôi bằng ghẹ mình lập càng á, chứ mình có bò. 65 tuổi còn làm nữa hả cô? Cô có con cái không? Con ở riêng, chồng chợ riêng tư đó. Chạy với thằng Út mà Út khùng, tửng tửng. Nuôi hai đứa cháu nội nữa. Vậy hả? Vợ đi rồi. Cái khùng khùng bỏ đi rồi. Dạ, và còn mình cô làm nhà hả? Ngày làm được nhiêu tiền con? Khi 100, khi 70. Dạ. Lắc vậy. Nói chung là tạm gạo ăn đủ qua ngày hả con? Đủ ăn hả chú ơi? Ăn với ăn chứ. Dạ. Dạ, chào chú. Chú thứ mấy chú? Thứ ba. Thứ ba hả? Dạ, nhà chú ở đâu? Ở khu phố Lăng Ba. Khu phố Lăng Ba là mình đi qua lăng qua cầu hả? Dạ, đúng rồi. Chỗ Miễu Bà. À, chỗ Miễu á. Miễu Bà, dạ dạ. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi đó? 62 tuổi rồi. 62. Còn làm gì không chú? Có đi ghe mà nghỉ năm nay rồi. Nhưng thấy mặc đồ này đi ghe phải không? Dạ. Là xưa giờ chú làm ghe, đi lấy ghe không hả? Đi ghe không. Lúc này thì bà con mình đi ghe có được không chú? Hôm nay biển đi chung cũng thất luôn thôi. Thất rồi. Dạ. Thôi nói chung là lúc nào năm nay thất thì năm sau con nghĩ bà con mình sẽ khấp khá hơn. Dạ. Rồi chúc chú sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Dạ, chào chú. Chú tên gì chú? Tên Thẳng. Thẳng hả? Chú thứ mấy? Thứ năm. Chú năm hả? Chú đang làm cái gì? Có làm gì không? Có rụng chai đồ khi đó, rụng chai đồ rụng mũ đó. À, làm cho chai rồi. Nhà chú ở đâu rồi? Ở Đô Ma nè, Đô Ma 2 á. Ở mình nè. Chú ở mình hả? À. Dạ. Là hiện giờ có cháu về ở đó, thì đó con đi bộ đội. Bộ đội Trời Giang ở con giới công chia. Dạ. Để chút ổ về dẫn với cha mẹ nhớ tặng anh. À, là chú hồi đó chú nói chú đi có đi Campuchia hả? Có. Có Campuchia bạn. Chú đi năm nào? Đi 76, ở ngoại 79 chứ bộ về. Là chú từng đi bộ đội rồi đó. À. Hôm nay thì em xin phép giới thiệu một cô bé. Hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2020. Thì nói chung là thấy hôm nay là giống như là duyên mình tới với bà con ở thị trấn Dầm Lát á, thì cũng được sự giúp đỡ hỗ trợ của ủy ban dân thị trấn Dầm Lát, rồi được nhiều bà con cô bác ở trong nước ngoài nước xa gần ủng hộ đồng hành với em, là cái chương trình người gò công của em là em sẽ đi đến giúp đỡ những bà con nghèo ở, nói chung là trước mắt là có khả năng tới đâu là làm tới đó, là hiện tại là làm đầu tiên là tại thị trấn Dầm Lát. À, đầu tiên thì chắc chắn cũng phải có sự sơ sức khó khăn gì đó, thì hy vọng những món quà nhỏ này sẽ đem đến một phần nào đó đem lại niềm vui cho bà con, giúp đỡ bà con, rất mong bà con ủng hộ. Em xin chúc mừng cho bà con, rất cảm ơn các anh chị. Thì con giống như là cái cầu nối đối những vị mà những bà con chú bác ở xa gần, giống như người ta nhận đỡ con tiền bạc hay là quà khác gì đó, con sẽ là cầu nối chuyển và quà đến cho con nghèo. Còn hy vọng con muốn đưa tay tặng cho những đề tất cả đều cô bác ở đây để quan tâm với sự của chú ủng hộ với mình của chú, để mà trao đổi với nhau để ủng hộ cho cái là những cái địa phương này, để mà đang những người nghèo khó quan tâm cô chú chú chỗ đó. Cảm ơn chú. Thì cũng là tại người là góp sức chung tay chia sẻ với tất cả mọi người, tôi đã nghĩ là một gì nhỏ
ủy ban huyện Cần Giờ xin chân thành cảm ơn thầy Đỗ Anh Kiệt đã dành thời gian đi ngày chủ nhật ngày nghỉ, anh cũng phải dành thời gian những phần quà đem đến để gọi tặng cho bà con hộ nghèo hộ khó khăn trên địa bàn thị trấn Bản, tuy rằng không có là bao nhiêu lớn nhưng đây là tổng chân tình của Đỗ Anh Kiệt, hy vọng là sắp tới và từ nay cuối năm đó chị sẽ đem lại nhiều phần quà cho địa phương thị trấn Bản mình, đặc biệt là những người hộ nghèo và hộ khó khăn. Thì báo cho chị tất cả bà con mình trên địa bàn thị trấn Bản mình hiện nay là 76 hộ nghèo, 173 hộ nghèo và còn những trường hợp hết sức là khó khăn, trong đó thì có 12 là người là nạn nhân chất độc hóa học da cam này. Phải nói là rất là chia sẻ, mới trước nay là 2 ngày thôi, thứ sáu cũng được là chị Thúy ở trên cây lậy của Tiền Giang mình đã đến đây để tặng 100 là cho hộ nghèo mình, ngày hôm nay tiếp tục cho chuyện lại tặng nữa. Thì một nữa chắc lẽ là cũng thay mặt đảng ủy công an xin chân thành cảm ơn chỗ đơn vị chỗ anh Kiệt đã dành thời gian đến để thăm hỏi bà con mình và chúc sức khỏe đến toàn thể bà con mình có mặt trong ngày hôm nay để nhận được phần quà. Một nữa là xin chân thành cảm ơn chỗ anh Kiệt và tất cả bà con mình. Ê Lê Thụ mày, lẹ đi cầm không nổi. Lấy mày già cầm rồi nói gì đã rồi xong rồi. Rồi rồi đây, vô rồi, vô cô ấy. Vỗ tay chúc mừng nha. Rồi có này chắc không nổi chắc kịp luôn.
thật sự em rất là cảm ơn quý anh Thường Quân và con cô bác đã luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng với em. Hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ đồng hành của quý vị để em tiếp tục đem tới niềm vui cho bà con mình. Bà con ở Gò Công cũng còn khó khăn rất là nhiều. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Rồi lấy cái gạo đi. Chú đi đâu mà sao giờ này tới trễ vậy chú? Mắc đi bỏ mà chứ anh bán vé số. Bán vé số hả? Chú tên gì? Lê Văn Đồng. Nhà chú ở đâu lận? Nhà chú con phố mấy? Con phố mấy á, để con biết đây. Phố 1. Rồi có bà con này tới trễ thôi cũng gửi quà rồi. Rồi đây chị nhận giùm em nha. Rồi. 9 giờ mà giờ này mới tới hả? Vậy hả? Thôi chúc chị vui vẻ nha. Thì thôi cảm ơn bà con cô bác đã luôn luôn theo dõi video của mình. Chúc bà con cô bác có một cuộc sống vui vẻ và bình an. Hẹn gặp lại bà con cô bác mình ở một chương trình tiếp theo ở một xã khác đó nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thời gian cứ trôi, tình người còn mãi.